này kìa, đẹp quá. Cá nồi nữa, cá nồi. Thì sau Tết mình lại có dịp gặp chú Năm bán cá li ti nè, lâu quá trời mới gặp cho ông chú ha. Ông gà ông đi Tết này, ông ăn Tết lớn không chú? Bình thường. Gì hả? 20 tháng chạp tới nay. 20 tháng chạp tới nay luôn hả? Kim chú muốn chết luôn hả? Hôm nay đã chú Năm mua hả? Mua hay chơi trò chơi? Mới quẩn đi bán lại ngày đầu luôn. Năm mới trò chơi mới cũng là trò chơi cũ hả? Có bán diều nữa hả? À, bán diều cho học sinh cá mới, mùa thả diều hả? Chuẩn bị ghe diều mới. Ủa chú Năm lên đây nào giờ mới lên thì hôm nay ra đây gặp chú Năm chứ hổng gà không gặp mất tiêu. Nó học tầm 19 hôm nay mới đi. Cái học sinh này nhớ chú Năm không? Beta mà chưa lên màu. Beta chưa lên màu. Rồi cá của chú Năm nè mọi người. Cá xanh. Sim. Sáng giờ lên sớm không chú Năm? Tới đây 9 giờ. 9 giờ hả? Mai có bán này nữa không? Mai nghỉ một bữa. Mai nghỉ một bữa hả? Ngày mai nếu mà họp xong kịp thì đi bán, còn không kịp qua 10 giờ là kiểu như nghỉ hết sức. Chết cha, chỗ này nhét vô không vừa chú Năm? Lấy ra được mà nhét vô không được. Để cho nó xéo qua xéo lại. À, lấy vô thì được dễ mà là lấy cái ấy ra thì không được, xéo qua xéo lại mới được. Không có thấy con cá qua điện thoại nhìn nó không nét không. Điện thoại này nó không nét. Có con cá lóc nữa. Cá lóc bảy màu vẫn là cá như ngày nào. Chú Năm không đổi mới trò chơi vậy chứ? Đổi cái gì nữa là đổi rút thăm trúng thưởng rồi. Cá vậy còn mấy ngàn nữa mà mua đổi vậy. Trời ơi trời. Đây cá máy hả? Rồi lấy cá 8.000 đâu rồi? Có cá 8.000 không? Nãy giờ. Đâu cá nào đâu, đổi cá nào đâu. Mệt không kịp. Bán ế mà gặp cái gì đâu không. Con cá này là nó được con cá máy thôi. Rồi đường con cá máy. Trời ơi, mấy con gùa không, mấy con ốc vàng, ốc táo. Bán ở dưới cái cửa nó sẽ chạy. Rồi đây con cá đẹp quá. Cá của chú Năm bán thấy đẹp không? Xanh. Đây từ trên mình nhìn xuống nó thấy con cá trong cái hũ của chú Năm. khó thấy quá. Này mấy con cá mới của chú Năm đó nè. Trời ơi, mà nội ông nhìn không ra nữa trời. Gì? Cha nội mà rứa không ra luôn. Cha nội mà rứa không ra hả? Nhìn không ra cha nội hả? Này. Cá đỏ. Này chú Năm trong cái vỏ của chú Năm có mấy con cá rất là đẹp nè mọi người. Một con màu đỏ. Đây con nữa nè. Con màu xanh. Sim xanh. Mấy con trong đây nhìn keo trong nhìn đẹp ghê luôn chú Năm. Quá đẹp. Con này chắc con phướng quá. Cá của chú Năm toàn là hàng đẹp không à. Mà giá bình dân nó, giá mềm nữa. Cái nhà mình có mua thì lại mấy cái chỗ khu trường học mà gặp chú Năm hay bán dạo thì có thể liên hệ ủng hộ. Cái gì? Kẹt cái nắp rồi. Đây một con nữa nè. Mới của chú Năm, uống cà phê kìa. Hả? Mới chú Năm lên là gặp rồi. Mối ruột của chú Năm. Wow, con cá này đẹp quá chú Năm ơi. Beta. Beta. Đây chú Năm có bán mấy con ốc táo đã quá. Rồi có con mơ ba này, có bịch tích chân trâu. Đây có mấy con cá chép này. Cái lóc này, cái bẫy màu này, ba đuôi. Ở thời gian rảnh rỗi thì chú ngồi bấm điện thoại chơi ha. Học sinh giờ tan hết rồi, để mình đi ra trễ, bán ngay khu trường học.